đau nhức cơ xương khớp ấy thì chỉ cần dùng cái vị này thôi thì nó cũng cải thiện rất nhiều nhá. Đây, bà con hãy đi cùng tôi để tôi chỉ cho cái vị này. Hôm nay lên núi lại gặp cái cây kim xương. Đấy, cây kim xương. Thì cây này nó như cái cây như lá vòng ấy. Đấy. Đó. Như lá vòng luôn. Đó, nó rất thơm. Đây, bên trên của nó đây. Đó. Cái cây to của nó như này đây. Đó, đây, đây cái thân của nó màu trắng nhá. Thân của nó màu trắng. Lá của nó như lá vòng luôn. Đấy. Thấy không ạ? Cây kim xương nhá. Chúng ta có thể là gõ và tìm hiểu thêm. Thế thì cái vị này chúng ta hái về với tất cả toàn thân nhá. Cây này dùng toàn thân được, nhưng mà hái ở cái thời điểm nào ấy thì cả lá cả ấy này thì chúng ta hái vào mùa thu, giữa mùa thu và mùa hè thì chúng ta hái về băm phơi khô đi, sau đó thì chúng ta sắc uống thay nước hàng ngày. Nếu mà kết hợp được cùng với lại rễ cây cỏ xước ấy, đấy, với lại dây đau xương, chúng ta sao lên, sau đó thì ta kết hợp vào, mỗi một lần sắc là 50g vào, đấy, sắc uống thay nước hàng ngày. Đấy, uống như vậy thì nó sẽ khỏe rất nhanh và hết đau nhức thì khá là hay. Còn cái vị, riêng cái vị kim xương này thôi thì uống nó cũng đã đỡ đau nhức rồi. Nếu như bị viêm khớp, viêm đa khớp ấy, thì chúng ta cần phải phối nhiều vị khác nhau và cần có một người thầy có kinh nghiệm để phối kết hợp nhiều vị thì nó mới thành bài được. Tức là mỗi vị vào tạng phủ nào thì nó mới hiệu quả được. Thế nếu như mà uống độc vị thì nó chỉ trị những cái chứng mà cấp tính thôi. Đấy, thì còn thì bị mãn tính thì chúng ta cần phải có một người thầy thực sự để có kinh nghiệm và phối thành bài thuốc kiên trì chúng ta uống. Thuốc nam thì nó sẽ không nhanh được đâu. Cho nên là quan trọng nhất là phải kiên trì. Đấy, kiên trì thì nó mới ổn được. Chứ còn uống 1-2 tháng mà chưa thấy có khỏi thì lại bỏ và không kiên trì nữa thì cả đời chúng ta cứ chạy theo thuốc thôi. Đấy, thì không bao giờ khỏi được bệnh cả. Cho nên là đi uống của thầy nào thì thấy đỡ thì chúng ta nên theo, đừng nhảy thầy này sang thầy khác nữa, nó sẽ bị loạn mất cái tâm trí, cái tâm bệnh của chúng ta. Thì suốt ngày là đưa chúng ta đi để tìm thuốc thôi. Thế thì không tập trung vào cái giải pháp là thầy nào chữa tốt và thầy nào chữa giỏi, mà phải mình biết lắng nghe, đúng không ạ? Thì bà con hãy áp dụng nhá. Nhớ là cái cây kim xương nó giúp cho chúng ta là cải thiện được cơ xương khớp, đau nhức đấy, vai gáy và đau lưng. Và xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.